Thời gian à? Tôi muốn kêu gọi 20 tỷ. Hoang tưởng ạ. Cái đó là rất nguy hiểm, tức là tóm lại là ngoài sức tưởng tượng. Tức là em đang định giá công ty em không đúng. Vì tổng giá trị tài sản của em mới được khoảng độ đầu tư vào vài tỷ, 2-3 tỷ thôi. Ai cần là chúng tôi tặng biểu hết. Quyền thương mại đấy không phải ở Việt Nam mà cho toàn thế giới. À, mà anh không cần đổi lại lấy... Không cần. Vốn hay là cổ phần hay cái gì cả? Có nhiều tiền là rách việc lắm ạ. Ok.